Em Vũ ơi, xin chào bà con cô bác trở lại màn ảnh nhỏ của tụi em. Hôm nay kính đang phai chân ngắn là dài. Thấy đầu gọc cái rồi chuyền cái này. Dành quay y là dài, nhưng mà dành quay y chiếc này nó không có trùng mã bà con ha. Siam Gucci mà nó lượt này nó không trùng mã, nó chặt cái mã. Rồi với dành dành quay quay nhỏ. Dài mà không trùng mã, nó giờ rất là nhiều nhưng mà không trùng mã ha. Thì chiếc này không trùng mã sẽ bán cái giá rẻ gần một lần cho bà con xài. Trước tiên là kính anh pha chân ngắn là về đây. Đây là kính anh pha chân ngắn trong mấy cái hộp này đây ha. Đây là kính zin tháo xe nhưng mà chưa qua sử dụng. Bán cặp nha bà con, không có bán lẻ nha, kính trái và kính phải. Đây là những cái kính mà theo xe đó, nhưng mà người ta chưa có gáp lên xe luôn, là của anh pha GSX rồi đó. Ballast rồi đó, mình kêu bằng kính anh pha chân ngắn mà sẽ xài chung một cặp. Kiến mặt lớn nè, chân ngắn rất là ngắn nè, ngay chân ra đây thôi, thấy không? Nó tiện lại cho bà con cô bác nào ở trong hẻm dữ dằn mà nó gắn, nói chung là chân 10 ly nó thông dụng tất cả các dòng xe luôn. Thông dụng khu chờ neo, khu chờ 2, khu chờ X, gì ô, của anh pha lốc trắng, lốc đen gì nó vô được hết. Cái con này là Lucky nè. Rồi mới chát luôn, can sao an gì nè. Cặp nào cũng mới chát gì hết, chưa sử dụng nha, kiến green nhưng mà chưa sử dụng luôn, ác vậy đó. Nhưng mà giảm được tình trạng là chống rung lắc. Ví dụ là kiến green thì nó không có bị rung lắc vậy nè. Chúng ta chạy cũng không rung lắc, khi mà đề máy lên nó không có bị tè kiến đâu. Còn mà kiến lô nó sẽ bị tè cái đường kiến này nè. Rồi ok ha. Thì cây này sẽ bán một cặp là 200 ngàn. Là chưa có tiền ship nha bà con ha, cái này thì nói chung anh em ta xài dữ lắm. Tại đầu gin mà có ai đâu tháo kiến gin ra bán mình 200 ngàn. Mình đi mua kiến mới, kiến lô rồi có mấy chục ngàn cặp chứ nhiêu, nhưng mà nó thật sự là nó lô rồi nó dở, nó rung tè tè rồi chạy nó rung nó. Rồi cái lắc kê nó cũng bị tuôn, rồi cái này nó bị vuột hoài. Còn kiến gin nè, anh em bẻ đi, cứ ngắt luôn nè, thấy không? Cứ ngắt luôn nè. Rồi quá ok, bán cặp nghe, cây trái và cây phải nha bà con, không có bán lẻ nha. Trái với phải một cặp là 200 ngàn. Rồi đây là dành chuyền dành OE trước đi. Đây là dành OE trước 14 sao 16 nè, bản lớn nè, không dành rất là đẹp luôn, bản 14 nè, 16 không trùng mã, tất cả đều là dành Thái hết trơn, nhưng mà cái lô này giờ thì nó không trùng. Đây, Made in Thái Lan. Made in Thái Lan đây. Nè, CM Gucci 1.60 là bánh sau nha. AT là cái mã nè. Này CM Gucci 1.40 ZS. Hai thằng này nó sai cái mã nha. Nhưng mà dành Thái không à, cái mã là nó sai vậy. Đây dành đẹp như thế này đây, rất là đẹp luôn. Dành là si bóng nè bà con ha. Cái này em bán một cặp 800 không trùng mã. Quá trời đẹp luôn. Rồi cặp này 800 chưa tiền ship đó. Rồi anh em nào có nhu cầu thì cho qua ha, anh em nào có nhu cầu liên hệ số điện thoại của em. Rồi này dành này cho qua. Tiếp theo là cam dành 12, dành 12 với dành 14 không trùng mã. Dành đẹp thật sự nè.
Siam Gucci đây. Siam Gucci 1.2. Kaos thì Siam Gucci 1.4. GS đó, không trùng mã nha bà con ha. Vẫn là Siam Gucci vẫn là liền thái không, rất là đẹp. Đẹp keng như thế này đây. Rồi, thằng này là 700, không trùng này 700 nha. Đó, cho qua thì những cái dành. Dành này thì sẽ có cầm đây. Dành hồi nãy em hết cầm mà dành này cái cầm thái. Thì trước sau 400. Cầm thái này rất là đẹp, trước sau là 400.000 cho bà con xài ha. Cầm này giờ bữa giờ được mấy chục bộ nè, 20-30 bộ rồi. Nó đã mua nhiều dữ lắm lắm rồi. Rồi kiến anh phai chân ngắn, nó không ra, nó bị ngược cây. Rồi cầm đẹp keng như thế này nè bà con ha, quá trời đẹp luôn ha, rất là đẹp luôn cầm. Tại vì cầm này là cầm thái, nó bóng mươi cầm lắm ha. Răng cỏ của ta nè. Bóng cầm đẹp cầm lắm luôn. Thì trước sau là 400 nha bà con ha. Cầm này sẽ có cưng chơi chân cầm về đây, chân cầm màu nha. Chân cầm bảy màu không phải chân cầm trắng nhách nha. Đây đồ Thái nó sẽ đẹp. Còn đồ Việt Nam thì chân cầm trắng nhách à. Này, chân cầm màu. Quá đẹp, xuất sắc ha. Rồi trước sau 400 nha bà con cô bác ha. Ai mua lẻ bán lẻ, là dành không trùng mã này có bán lẻ nha. Thí dụ mua một cái dành là 350.000, còn cầm mua bộ bán bộ luôn. Cầm thì 200. Đó, mua lẻ bán lẻ. Rồi clip này nhiêu đây bà con cô bác ha. Hẹn bà con cô bác là clip sau ha.